Toyota Avanza 2022 và biến thể cao cấp Toyota Veloz 2022 đã chính thức được ra mắt tại Indonesia. Về cơ bản, cả hai mẫu xe này dùng cùng một nền tảng nhưng được bán như hai sản phẩm khác biệt nhau. Sau khi được trình làng tại xứ Vạn Đảo, Avanza hứa hẹn sẽ tiếp tục được giới thiệu tại các thị trường Đông Nam Á khác. Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức nào về việc Toyota có trình làng Avanza mới tại Việt Nam hay không. Ngoài ra, có rất nhiều người dùng trong nước đã kỳ vọng rằng Toyota đã đem biến thể cao cấp Veloz đến thị trường Việt Nam bởi mẫu xe này có thiết kế thể thao hơn cũng như nhiều trang bị cao cấp hơn. Đây được xem là một sự thay thế cho Avanza nhằm tăng sức cạnh tranh mạnh hơn để đấu với các đối thủ. Tương tự Avanza mới, Toyota Veloz 2022 cũng được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Daihatsu New Global Architecture DNGA giống người anh em Race. Với cơ sở gầm bệ này, Toyota Veloz 2022 sẽ chuyển sang dùng hệ dẫn động cầu trước thay vì cầu sau như trước. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống treo MacPherson đằng trước và thanh xoắn mới phía sau. Toyota Veloz có kích thước tổng thể lớn hơn Avanza. Cụ thể, xe có chiều dài rộng cao lần lượt là 4.475 x 1.750 x 1.700mm và trục cơ sở 2.750mm. Khoảng sáng gầm xe tăng từ 195mm lên 205mm. Về ngoại hình, Toyota Veloz 2022 có phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn hình lục giác, sơn màu đen. Trên đỉnh lưới tản nhiệt có nẹp mạ chrome kéo dài sang hai bên, nối liền với đường trên kính cửa sổ. Cụm đèn pha dạng LED lớn hơn đôi chút so với Avanza 2022. Đèn định vị LED và đèn xi nhan hiệu ứng dòng chảy. Bên dưới hốc gió trung tâm còn có ốc gầm giả màu bạc. Ở bên hông, Toyota Veloz có viền cửa mạ chrome tạo cảm giác cao cấp hơn so với Avanza. Xe được trang bị bộ mâm 17 inch thiết kế hai tông màu, giá nóc mang tính trang trí. Ở phía sau, Veloz nổi bật với cụm đèn hậu dạng LED nối liền với nhau bằng giải đèn ở giữa, tích hợp logo của hãng Toyota, tạo nên cái nhìn rộng rãi và hiện đại. Trong khi đó, Avanza chỉ được trang bị bóng halogen, hạt khe gió giả ở góc đuôi xe đi kèm đèn phản quang nằm ngang và ốp gầm giả màu bạc dưới cản sau. Bên trong khoang cabin của Toyota Veloz được cải tiến khá nhiều về mặt trang bị lẫn độ thoải mái so với Avanza. Với việc tăng chiều dài tổng thể và chuyển sang dùng hệ dẫn động cầu trước đã góp phần cải thiện không gian bên trong, do đó sẽ có khoảng để chân hàng ghế sau rộng rãi hơn. Cụ thể, khoảng cách giữa hàng ghế thứ nhất và thứ hai ở mức 980mm, khoảng cách hàng ghế thứ hai và ghế cuối là 700mm. Ngoài ra, hàng ghế giữa có thể gập phẳng kết hợp với hàng ghế cuối tạo thành một chiếc sofa dài. Khu vực tablo được thiết kế hiện đại với phần giữa được thiết kế dốc xuống và đi kèm màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 9 inch mới. Khác với Toyota Avanza 2022, hệ thống điều hòa của Veloz mới lại có thêm hai núm xoay. Ngoài ra, xe được trang bị phanh tay điện tử và chức năng giữ phanh tự động, vô lăng đa chức năng mới, ghế bọc nỉ phối da, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 7 inch, sạc điện thoại thông minh không dây và màn hình giải trí treo trên trần nhằm phục vụ khách hàng phía sau. Nằm dưới nắp capo của Toyota Veloz là máy xăng 1.5 lít tương tự như Avanza bản G. Khối động cơ này sản sinh công suất 106 mã lực và mô men xoắn 140 Nm, đi kèm là hộp số biến thiên vô cấp CVT hoặc hộp số sàn 5 cấp. Toyota Veloz được trang bị hệ thống an toàn Toyota Safety Sense, bao gồm các tính năng hiện đại như cảnh báo trực làn đường, cảnh báo va chạm trước, cảm biến đỗ xe sau, kiểm soát chân ga, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống phát hiện điểm mù và 6 túi khí. Khá đáng tiếc khi xe không có kiểm soát hành trình thích ứng. Tại thị trường Indonesia, Toyota Veloz 2022 được chia thành 3 bản trang bị là MT, QCVT và QCVT TSS. Giá xe Toyota Veloz 2022 dao động từ 251,2 đến 291,5 rupiah, khoảng 399 đến 464 triệu đồng. Theo nhiều nguồn tin mà chúng tôi đang có, thì nhiều khả năng Toyota Veloz sẽ được trình làng tại Việt Nam vào quý 1 năm 2022 để đáp ứng nhu cầu của người dùng trong nước. Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về mẫu xe Toyota Veloz 2022. Bạn thấy thế nào về mẫu xe này? Đừng ngần ngại để lại comment ở dưới phần bình luận để cùng nhau trao đổi. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách chia sẻ video và ấn vào nút theo dõi kênh để đón xem nhiều clip hay nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!